Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Món quà bất ngờ. Cathy và Brandon Khanh đã kết hôn được 9 năm, nhưng vẫn còn một hộp quà chưa mở kể từ ngày cưới. Đó là món quà của bà Allison, dì của cô dâu, được bọc trong một chiếc hộp màu trắng. Vợ chồng Cathy đã để món quà trong tủ nhiều năm trời. Không phải là vì họ không trân trọng món quà này, mà là do yêu cầu đặc biệt của dì Allison. Không được mở cho đến khi có bất đồng đầu tiên. Đó là dòng chữ được viết trên chiếc bao thơ đính kèm với hộp quà cưới. Cathy và Brandon đã thống nhất sẽ tôn trọng nguyện vọng của dì. Tuy nhiên, dù đã có rất nhiều bất đồng và tranh cãi trong suốt 9 năm chung sống, nhưng cả Cathy và Brandon đều không hề nghĩ tới việc mở món quà. Cả hai vợ chồng đều tránh mở hộp quà, vì như thế nghĩa là họ đã thất bại, không còn khả năng để giữ gìn cuộc sống gia đình. Điều này buộc họ phải suy xét lại các tình huống. Đã thực sự đến lúc mở hộp quà chưa? Điều gì sẽ xảy ra nếu đây không phải là cuộc cãi vã tồi tệ nhất của họ? Điều gì sẽ xảy ra nếu có mâu thuẫn tệ hơn trong tương lai và họ không còn hộp quà nữa? Một đêm nọ, khi đang bàn với chồng xem nên tặng quà gì cho một đám cưới của người bạn, Cathy chợt nhớ đến món quà ấn tượng của dì Allison. Họ quyết định mở hộp quà ra. Trong đó có hai lá thơ, một cho Cathy và một cho Brandon. Thậm chí còn có cả một ít tiền trong những bức thơ. Thơ gửi Cathy viết: hãy mua pizza, tôm hoặc thứ gì đó mà cả hai con đều thích. Còn thơ gửi Brandon viết: hãy đi mua hoa và một chai rượu vang. Cùng với hai lá thơ, trong hộp quà còn có một bình pha lê để cắm hoa, hai ly để uống rượu, xà bông tắm, kem dưỡng da và bóng bay. Tất cả những thứ cần thiết nhất cho một bữa tối lãng mạn. Cathy và Brandon bật cười, nhìn nhau hạnh phúc và thầm cảm ơn người dì tâm lý. Chú và dì của tôi đã có cuộc hôn nhân tốt đẹp kéo dài gần nửa thế kỷ. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng món quà của dì sẽ giúp chúng tôi vượt qua sóng gió trong cuộc sống gia đình. Đó là sứ mệnh của nó.